Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Lim Di Mạt. Mình là Lim Di và rất là vui, đã khá là lâu rồi mới có cơ hội quay trở lại đây để chia sẻ cho các bạn những kiến thức liên quan đến vẽ điện tử và những mẹo vẽ sao cho hiệu quả. Ngày hôm nay, Lim Di sẽ chia sẻ cho các bạn tập đầu tiên trong loạt video 2 tập về chủ đề Value. Vậy Value chúng ta hiểu như thế nào trong vẽ điện tử và tầm quan trọng của nó cũng như là cách để chúng ta triển khai một Value hiệu quả theo quan điểm cá nhân của Lim Di. Mời các bạn chúng ta theo dõi cái nội dung đầu tiên trong tập đầu tiên, đó chính là value đối với character design, thiết kế nhân vật. Mời các bạn nhé. Rồi, chào mừng các bạn, chúng ta đã đến với cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Như đã chia sẻ phần giới thiệu thì ngày hôm nay Lim Jim sẽ chia sẻ cho bạn cái cách giới thiệu cho bạn thì đúng hơn, cái cách để chúng ta có thể tạo ra value của nhân vật. Và tập tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta lên value dành cho background các bạn nhé. Vậy nên là các bạn đừng quên là subscribe kênh, trở thành thành viên để không bỏ lỡ những cái video hữu ích như vậy các bạn nhé. Rồi, thì vì là tập đầu tiên nên là Lim Jim sẽ chia sẻ ngắn gọn cho các bạn về cái khái niệm về value đối với nhân vật. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy rõ ràng rằng là một cái nhân vật này, value nó chính là cái phần sáng tối, nó tạo ra cái độ sâu dành cho nhân vật. Tức là các bạn nhìn vào đây các bạn có thể thấy rằng cái nhân vật này nó giống thật, nó giống một cái nhân vật 3D hơn là 2D, đúng không? Nếu như 2D nó là tạo ra những cái shape, tức là tạo ra những cái hình dáng của nhân vật, thì cái ngôn ngữ của value nó sẽ tạo ra cái độ sâu bao gồm có trước, sau và trên dưới của nhân vật, đúng không? Thì bằng một vài những cái layer đơn giản và cái kỹ thuật mà Linh giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay ấy, chúng ta có thể tả được value. Lát sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà khi các bạn nhìn thấy là đó, với hai cái layer này, khi mà Lim Jim tắt nó đi thì nhân vật của chúng ta hoàn toàn phẳng, nó giống như là một cái tờ giấy trắng vậy. Đó, thì nó rất là phẳng như vậy. Và tại sao và cái cách nào để từ hai cái layer mà chúng ta có thể tạo ra cái value của nhân vật thì các bạn thấy hấp dẫn không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video ngày hôm nay. Đừng quên là share nếu như các bạn thấy cái video hữu ích và để lại phần comment các bạn nhé. Rồi cái quy trình thì ngày hôm nay nó sẽ làm cái video ngắn gọn thôi, nên mình sẽ không đủ cái thời gian để chia sẻ chi tiết về cái cách làm. Tuy nhiên mình sẽ giới thiệu cái quy trình và để lại một cái phần tour nhanh về cái quy trình toàn bộ cái xây dựng cái nhân vật này để các bạn có thể hình dung, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì mình sử dụng cái app Procreate, một cái app độc quyền về vẽ điện tử trên iPad và Apple Pencil. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái phần mềm nào tùy thích các bạn nhé. Rồi, dành cho những bạn mà mới lần đầu đến với kênh hoặc là sử dụng cái app Procreate thì Lim Jim có hẳn một cái series dành cho những bạn mới. Các bạn có thể click vào cái đường link đang xuất hiện trên màn hình để học cái cách sử dụng cái app này các bạn nhé. Rồi, có những cái bước sau đây mà các bạn lưu ý khi mà chúng ta lên value cho nhân vật. Đầu tiên là chắc chắn là chúng ta phải tả cái nhân vật này. Thì đây là cái nhân vật mà mình đã vẽ nó ra. Cách vẽ như thế nào thì ngày hôm nay mình không có chia sẻ cụ thể được. Và phần cuối của video các bạn sẽ theo dõi tổng hợp cái quy trình mình lên cái video này. Lên cái nhân vật này các bạn nhé. Đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ có bước sketch, đúng không? Rồi, đây chính là cái bước đầu tiên. Sau cái bước này thì chúng ta sẽ có một cái bước thứ hai, đó gọi là block color. Block color có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái khối tổng thể gồm một cái màu nhất định thôi. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng có khá là nhiều cái cách tiếp cận khác nhau trong cái phần này. Ví dụ như có bạn, thậm chí là Lim Jim trước đây đã từng sử dụng cái cách đó, đó là tạo ra những layer khác nhau, một layer dành cho tóc, một layer dành cho quần áo hay là màu da chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng là cái cách để mà chúng ta tạo ra value tốt nhất ấy, đó là chúng ta tô một cái màu tổng thể, nó gọi là color block. Đó, cái cách này thì lát sau đây các bạn sẽ thấy rằng cái tác dụng của nó là gì, bởi vì chúng ta không phải chia quá nhiều layer mà chúng ta vẫn kiểm soát được cái value tốt cho nhân vật các bạn nhé. Rồi ở đây đại diện là mình tô một cái màu xanh như vậy thôi, còn các bạn tô bất cứ màu gì cũng được. Đây là cái bước thứ hai. Rồi cái bước thứ ba là Lim Jim sẽ giới thiệu cho bạn hai cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể lên value. Đầu tiên đó chính là clipping mask. Thì clipping mask nó là gì thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, khi mình cộng một layer mới phía bên trên cái layer block color này, tạm thời ở đây nó là layer 3, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở đây, nó cái hình dấu vuông này này, ngoặc vuông này. Đó, thì các bạn bật nó bằng cách nào? Ở đây mình đã bật sẵn rồi, nhưng mà các bạn nếu mà chưa có thì trong app Procreate các bạn có thể click vào layer này và chọn clipping mask ở đây. Ở đây nó đã bật rồi nên nó có một cái dấu tích, đúng không ạ? Trong Photoshop thì các bạn đưa chuột vào giữa hai layer, ấn phím Alt để chúng ta tạo ra cái clipping mask các bạn nhé. Rồi, cái cách sử dụng của clipping mask như thế nào thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Ví dụ mình tô một cái màu bất kỳ đó và một cái brush bất kỳ thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ giúp cho chúng ta không bị tô lan ra cái vùng phía bên ngoài, tức là nó hoàn toàn nằm trong cái vùng màu của một cái layer mẹ, đúng không? Nó sẽ giúp cho bạn khống chế được cái khoảng màu mà các bạn cần tô. Và đơn giản là các bạn có thể tạo ra rất là nhiều những cái layer clipping mask trên một cái layer tổng thể, đó, một cái layer mẹ duy nhất. Từ đây các bạn có thể xây dựng ra nhiều những cái màu khác nhau
và không sợ nó bị tô ra ngoài, đúng không? Đây là kiến thức đầu tiên. Kiến thức thứ hai đó là về chế độ hòa trộn màu. Thì tương tự như vậy, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, giả sử Lim-Jim đưa về một cái màu gray đó, thì chúng ta biết được rằng là cái value của nhân vật đấy nó bao gồm hai yếu tố chính, đó là phần sáng và phần tối. Với hai cái yếu tố này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, khi mà mình bật nó lên, các bạn sẽ thấy rằng đó, value là gì? Đó chính là sáng tối và trước sau, nó tạo cái cảm giác về khối dành cho nhân vật. Nếu như cái vẽ sketch nó tạo ra cái cảm giác về shape, tức là hình dáng của những cái đối tượng, thì ngôn ngữ của value đó chính là khối. Các bạn nhìn thấy độ sâu không ạ? Các bạn nhìn thấy trên dưới và trước sau không ạ? Đó chính là cái tác dụng của value các bạn nhé. Vậy thì đơn giản, nhìn nó rất là phức tạp, nhưng mà hiểu đơn giản nó gồm có hai thành phần, đó chính là cái ánh sáng đúng không, và bóng tối. Đó, thì nó phát sinh ra từ cái nguồn sáng. Lát sau đây thì các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Thì tạm thời chúng ta sẽ có hai cái phần, đó là phần tối và phần sáng. Và cái cách tạo ra nó thì nó sẽ có hai cái layer. Để mình tắt cái layer này đi, tạm thời sẽ phân tích cho bạn ha. Rồi, hai cái layer này, giả sử mình để cùng một cái màu ở đây, thì cái chế độ hòa trộn màu để tạo ra vùng tối ấy, mình đã giới thiệu trong rất là nhiều video, đó là chế độ Multiply hoặc là Color Burn. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng Color Burn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta kết hợp cái màu gray ở đây với cái màu bản chất của đối tượng để nó tạo ra một cái mảng màu tối hơn, đúng không? Để tả phần tối, đơn giản là như vậy. Tương tự như vậy, cộng một cái layer mới phía bên trên. Nếu các bạn muốn tạo ra vùng sáng thì đừng quên là chúng ta chuyển nó sang Color Dodge. Như vậy cùng một cái màu này, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ tạo ra hai cái giá trị hoàn toàn khác biệt. Và từ đây các bạn có thể tạo ra vùng sáng và vùng tối của nhân vật, đúng không? Như vậy là các bạn đã có đầy đủ những cái kiến thức để chúng ta có thể tạo ra value dành cho nhân vật rồi. Bây giờ thì Lim Jim sẽ giới thiệu với các bạn cái quy trình ngày hôm nay, đúng không? Rất là nhanh chóng, và sau đó là một cái video tua nhanh về cái cách mình thành lập cái value cho toàn bộ cái đối tượng này để các bạn có thể hình dung nhé. Rồi, đầu tiên, trước khi mà chúng ta xác định trong đầu là làm value, thì cái đầu tiên quan trọng nhất đó là các bạn cần phải xác định một cái hướng ánh sáng. Ở đây, rồi. Rất là nhiều bạn không xác định cái hướng này, và vì vậy cái khối của bạn không vững, và đôi khi ánh sáng nó bị loạn, nó. Thì đầu tiên các bạn cần phải xác định cho Lim Jim cái mặt trời, tức là cái nguồn sáng ấy, nó nằm ở đâu. Thì trong trường hợp này, Lim Jim đã lấy cái nguồn sáng từ bên phải sang để các bạn dễ quan sát. Có nghĩa là cái phần nào mà gần ánh sáng, gần cái nguồn sáng hơn, nó sẽ sáng hơn, đúng không? Nó sẽ là cái vùng sáng, đúng không? Còn ngược lại nó sẽ là vùng tối, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ, khi mà bật lên các bạn sẽ thấy rằng, à, đó, đó, từ đây chúng ta có thể phân tích được, đúng không? Thì cái cách mà chúng ta làm cái layer này như thế nào, nhìn nó rất là phức tạp, nhưng mà hy vọng rằng với cái chia sẻ ngày hôm nay các bạn sẽ làm được. Có phải là đầu tiên chúng ta sẽ chuyển nó sang cái chế độ là color burn, đúng không? Để một cái chế độ là gray. Rồi, một cái bước tiếp theo là các bạn cần phải chọn cho Lim Jim một cái brush mềm. Tức là cái brush, cái cọ này nó sẽ phải là thiên hướng là nó mềm mại như này này. Đó. Nhưng khi mà các bạn thấy rằng là mới một cái cọ mềm ấy, khi mình tô vào đây ấy, thì nó sẽ không tạo ra khối được. Một cái ưu điểm của cọ mềm đó là nó tạo ra cái biên rất là mềm mịn, đúng không? Nhưng mà nhược điểm của nó thì đó là nó không tạo ra những cái vùng mà nó chắc khỏe. Đó. Thế thì có cái cách nào khắc phục hay không thì xin thưa với các bạn, đó chính là cái nội dung cốt lõi mà Lim Jim giới thiệu cho bạn trong ngày hôm nay. Đây, chúng ta sẽ làm lại như sau. Cộng thêm layer mới, chúng ta chuyển nó sang cái chế độ là color burn. Rồi, tiếp theo chúng ta đã có một cái soft brow brush rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cân đối xem cái vùng nào là cái vùng tối của nhân vật này, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cọ, đó chính là cái lasso tool ở đây. Xin lỗi các bạn, không phải cọ mà làm cái công cụ, đúng không? Lasso tool. Trên Photoshop thì các bạn ấn phím L cho Lim Jim là được nhá. Ở đây nó có công cụ gọi là freehand, nhớ là freehand ở đây. Rồi, cái công cụ này giúp cho các bạn chọn những cái vùng chọn giống như là lasso tool ấy ở trong Photoshop. Rồi, giả sử Lim Jim chắc chắn với các bạn là những cái phần nào ấy mà mình biết rằng nó sẽ tối, có phải là những cái vùng mà nằm khuất ánh sáng là nó sẽ tối không ạ? Rồi, những cái vùng này khi mình lựa chọn ở đây thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ được một cái vùng chọn như vậy. Rồi, các bạn trở về brush, nhớ là vẫn là cái cọ mềm nhá. Rồi, bây giờ các bạn tô vào đây. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ giữ lại cho chúng ta một cái phần phía bên phải là biên rất là chắc chắn dành cho cái sự phân biệt giữa hai cái khối, và nó vẫn giữ được cái sự mềm mại của cái cọ brush này ở phần phía bên trái, đúng không? Nó tạo ra cái độ tối và nó giảm dần. Đó, nó độ sâu, nó tạo ra cái độ sâu dành cho cái nhân vật của chúng ta. Các bạn nhìn thấy nó tự nhiên chưa? Rồi, tương tự như vậy các bạn có thể thấy rằng là đây ví dụ như cái lọn tóc này. Nhắc lại với các bạn là trong phạm vi của video ngắn ngày hôm nay mình cũng không có thể chia sẻ cho các bạn kỹ những phần nào nên tô sáng, nên tô tối. Các bạn có thể tham khảo những cái video khác trên kênh của Lim Jim để có câu trả lời các bạn nhé. Rồi, như vậy là các bạn sẽ thấy rằng đó, nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái vấn đề đó là những cái biên nó sẽ phải chắc về một phía và mềm ở phía còn lại, đúng không ạ? Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái kỹ thuật
rất là ổn định mà rất là dễ áp dụng để chúng ta có thể tô được màu hay là tạo ra value dành cho nhân vật, đúng không? Từ đây thì các bạn sẽ thấy rằng là có bất cứ một cái vị trí nào mà các bạn cần tạo ra cái vùng tối ấy, thì các bạn có thể áp dụng cái cách này. Thì cái cách tương tự như vậy các bạn cũng có thể làm cho vùng sáng bằng cách là như này. Các bạn cộng thêm một layer mới, chuyển nó về color dodge, đúng không ạ? Rồi, thậm chí các bạn không cần phải thay đổi màu vì vốn dĩ nó sẽ tạo ra cái vùng sáng cho bạn. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái vùng sáng nằm ở phía gần với nguồn sáng hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là vùng này, đúng không? Đấy, các bạn sẽ thấy. Rồi, ví dụ như vùng này. Nếu như bạn thấy nó sáng quá thì các bạn có thể kéo cái cột này xuống một chút, nó sẽ tạo ra cái ánh sáng hài hòa hơn cho chúng ta, đúng không? Vậy thì với một cái kỹ thuật rất là đơn giản bằng cách là chúng ta đây cộng một cái layer mới phim chi để các bạn hình dung ra, nó sẽ giải quyết cho các bạn một cái khâu rất là triệt để, đó là cái cọ mềm ấy thì nó sẽ không giúp cho các bạn tạo ra một bên sắc và một bên mềm mềm được, đúng không? Tức là nó không tạo ra cho các bạn một bên sắc và một bên mềm được. Vậy thì với cái kỹ thuật đó là sử dụng Lasso Tool thì chúng ta có thể tô được một phần rất là một bên rất là sắc bén như vậy để chúng ta phân biệt giữa các cái khối và các thành phần của cái khối trong nhân vật, đúng không? Và một bên thì rất là mềm mịn để chúng ta có thể tả được cái sự lan chuyển dần của bóng cũng như là ánh sáng ở trong nhân vật, đúng không? Rồi bây giờ thì Lim Jim xin mời các bạn chúng ta theo dõi cái quy trình mà Lim Jim tạo ra value hoàn thiện cho cái nhân vật này các bạn nhé. Đó, và nó không phụ thuộc gì vào màu sắc cả. Đó, chúng ta hiểu được về value có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm đến màu sắc mà nó đã tạo ra một cái sự nổi bật và khá là tức là 3D dành cho nhân vật của các bạn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ sẽ là cái thời gian mà Lim Jim tua nhanh cái video này để các bạn hiểu hơn về cái cách mà Lim Jim kết hợp những cái kiến thức mà vừa nãy Lim Jim đã có cơ hội chia sẻ cho các bạn. Hy vọng rằng cái video ngày hôm nay hữu ích cho các bạn, và nếu các bạn thấy học được điều gì đó từ cái video này thì đừng quên là comment một điều gì đó để ủng hộ những người làm nội dung như Lim Jim. Đừng quên đăng ký kênh để trở thành thành viên chính thức của Lim Jim, nhận về nhiều hơn những cái giá trị và những cái video chia sẻ như vậy hàng tuần. Share cái video này cho những người cùng cái mối quan tâm với các bạn, và chúc cho các bạn sẽ vẽ được thành công, tả được thành công cho value của nhân vật. Hẹn gặp lại các bạn trong tập số 02 tả value cho background các bạn nhé. Xin chào. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Yeah. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love